Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty nhá. Và hôm nay thì bên mình sẽ cho mọi người xem một cái sản phẩm môi vừa thực hiện xong và lông mày của chị ấy làm tại trung tâm cơ sở 61 Nguyễn Công Trứ của bọn mình. Và trước khi mà chúng ta phân tích về tình trạng của chị khách hàng, chúng ta cùng trò chuyện làm quen với chị một chút nhé. Em chào chị ạ, chị cho em hỏi thăm tên của mình và mình tới từ đâu có được không ạ? Mình tên Bông, mình tới từ Thái Bình. Dạ vâng, chị cho em hỏi thăm một xíu ấy, là lý do gì mà chị lại biết tới DK hả chị? Mình được bạn bè giới thiệu. À vâng ạ, mình ở rất là xa như vậy thì không biết là bạn bè của chị review lại về DK như thế nào mà chị lại quyết định là lựa chọn bên em để tới làm dịch vụ hả chị? Tại vì bạn bè mình làm nhiều ở đây rồi ấy, mình thấy đẹp, mình thích màu cũng đẹp và dáng cũng đẹp. Dạ vâng ạ. Thế thì nhu cầu của chị khi mà qua bên em, mong muốn của chị là mình làm lông mày và môi như thế nào ạ? Tự nhiên. Vâng ạ. Camera để quay ra giúp em một chút được không ạ? Để chúng ta có thể xem được tình trạng môi ban đầu của chị trước khi làm nhé. Em nhờ chuyên gia giúp em phân tích tình trạng môi của chị được không ạ? Bởi vì em thấy đây làm ca môi khá là khó. Thì chị giúp em mình phân tích được không ạ? Môi của bạn ấy trước đây đã làm rồi em ạ. Vâng ạ. Đã từng làm rồi. Và bạn ấy đến và chỉ yêu cầu là em chỉ thích tự nhiên thôi. Vâng. Chị làm thế rồi làm em chỉ thích tông tự nhiên thôi. Nên là đâm ra là sau khi làm xong ấy thì bạn ấy nhìn, bạn là em muốn màu như này. Vâng. Và bong ra tự nhiên cho em. Vâng ạ. Đây là ảnh môi của chị ấy sau khi bong ạ. Thì mọi người nhìn giúp em nhé. Đó, màu môi rất là trong. Hôm nay bạn ấy đến thì chị vẫn bảo là màu này có nhạt quá không, hay là em thích thêm đậm hay như nào. Vẫn là em vẫn chỉ tự nhiên thôi. Chị làm như nào lần này thì em vẫn là tự nhiên. Vâng. Em thích như thế. Vâng. Đa phần khách đến với DK là đều mong muốn cái sự tự nhiên đúng không ạ? Nhưng mọi người có thể quan sát trên hình ảnh mà mình đang cầm trên tay cũng là môi của chị khách hàng này. Ca môi của chị ấy thì là da môi rất là mỏng và da môi căng. Ca môi này cực kỳ khó. Chưa kể là ca môi này đã từng làm trước đây rồi. Quay lại với DK là chị ấy đến để sửa lại cái tình trạng môi của mình. Với tình trạng da môi như thế này ấy, thì phải đòi hỏi chuyên gia phải có kỹ thuật rất là cao. Ngoài việc mà giải đều các hạt mực ra ấy, để giúp khách đều màu môi này, thì biết phải xử lý làm sao cái tình trạng da môi căng mỏng này, phải làm sao cho khách không bị tổn thương nhiều. Và đặc biệt là với cái nền môi cũ, môi sửa ấy, phải xử lý được đi tối đa cho khách. Thì chị ơi, không biết là trong quá trình làm môi ấy, chị có cảm thấy đau rát hay khó chịu nhiều không ạ? Mình không cảm thấy đau hay là khó chịu gì. Vâng ạ, vậy còn chuyên gia nhà em thì trong quá trình làm có chăm sóc chị tốt không ạ? Có, rất nhẹ nhàng. Dạ vâng, vậy với cái sản phẩm môi của mình thì không biết là mình có đánh giá như thế nào ạ? Rất là tốt, mình rất là thích. Vâng ạ, vậy còn là mình nói thêm một chút về lông mày của chị được không ạ? Lông mày của mình làm được bao nhiêu lâu rồi ạ? Mình phải được 4 tháng hay 5 tháng. À, 4-5 tháng rồi ạ. Vâng, vậy không biết là đấy, với cái dáng lông mày hiện tại thì chị có cảm thấy nó phù hợp với mình, có ưng ý không hả chị? Ưng ý, phù hợp. Dạ vâng. Mình cảm thấy hiền đi nhiều. Dạ vâng ạ. Thế thì chị không biết là qua live stream này thì chị có điều gì chị muốn gửi gắm tới các chuyên gia đã làm môi, làm lông mày cho mình cũng như là đội ngũ nhân viên nhà em không ạ? Cảm ơn mọi người đã làm cho mình bộ lông mày đẹp. Cảm ơn chị Hương đã làm cho đôi môi đẹp. Vâng ạ, em cảm ơn những cái ý kiến, cái chia sẻ của chị nhé. Và nếu như bạn nào cũng muốn sở hữu một cặp lông mày đẹp, một đôi môi tươi tắn và hồng hào ấy, thì mọi người nhớ inbox cho fanpage của bên mình để có thể đặt lịch cũng như là được nghe tư vấn trực tiếp nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của DK ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.